guys, what's up, everybody? So today it's my first day of my 90 days again. So I'm starting my 90 days program again, which I did it once already about 4 or 5 months ago. Now I'm doing it again, and I want to share this journey with you guys. So I will be posting a lot of video and my workout and my routine, and include my diets too on my page. So if you have not followed me, go ahead and follow me. I'm gonna put the link right. My screen's keep going black. I don't know why. I'm gonna put the links right here, the names right here, and also. Yes, my name is Seda, and I am 35 years old, and I am a mom to an 8-year-old boy. I love him so much. And yes, and that's it for now about me until next video, I guess. But also, yes, today is my late days, so I'm gonna record a little bit of my workout with my leg. It's not gonna be the whole video of my 1 hour leg workout. It's gonna be, you know, like a few minutes only, maybe 5 minutes, I guess. So if you want to see how I do it, what I do on my leg day, just keep on watching, and I will see you in the next video. And thank you for watching. 2 minutes only, maybe 5 minutes, I guess. So if you want to see how I do it, what I do on my leg day, just keep on watching, and I will see you. I realize I need to make I need to speak Cambodian language too, so just not English. So yeah, I'm gonna include Cambodian language very quick. So chào biệt số số stay mình sẽ gặp nhé. Ngày ní khi chạy team mua được nhôm đại nhôm chập làm cam vịt thì cái sự ngày workout đoàn tiết là nhôm cầm nót cái sự ngày này đầm bay hạt pran team toát hay pram hay mà tất pram ngày hay nhầm ha đại là team toát đại tam cùng rong thanh cam của nhôm which nên nhôm trong chạy chạy và phía sau tầng ở ní nơi Facebook page ní xin chào tất cả các bạn toàn bạn follow nhôm tế xong follow nơi cái này ní nhôm cả chúng nơi cái này ní hay nhôm nâng chạy chạy vì và phía sau nâng ở vậy đây nhôm vừa chơi điện thoại ngày nắng buổi nâng cả tam thời nhôm nắng hay nâng chip xe tiệm bên ở vậy xem kia đặt chạy tôn nâng sốt khi còn lại which này hay bạn nhìn nhung trong lực cực chật xung rạp chi phí xe từ nì rì nì rì hôm nay cũng rất tìm đài quý nè đại sổ nhóm đăng ngay thành nhóm chi em đài nè đài chà hay thì tiết nó cứ dạ nhung trong còn trong lực cực chật này tặng ọc nì ơi chập đàm you know thẻ xa xong phim hôm nay tạm bởi dạ ca lúc hạt pram nè ca nhóm trên này hà đài hà lo xin phim phân bảo kiến á hay ngày nít khi ngày tìm mùi được một nhóm một ca chập đam này cái ngày nắng được cho nên ngày chan nó nhóm chập đam vừa cái nít ngày chan cái nhóm chập đam hạt pran nơi lời trường bên em đặc biệt trường thấy hay nó phục thân nơi lời chà hạt pran trường hay nằm đam bay phù rừng trường dân ở bên muốn nhìn thà về muốn mua lỏ hay nằm không hỏi đi học này được chưa bạn xin bắt chọn đơn thà nhóm việc phát ban là mạnh mẽ nếu được có ai chia chấm nét đơn là bỏ nét ngọc nhé xong mưa to được chọn video này nhóm đừng chạy chạy video rồi không thành được bạn chạy chạy video rồi một ngày ông bị ca là phát ban thì nhóm làm bài chia chấm nét đơn đo nét ngọc đi bằng đáy hay yes before I start, I'm gonna run quick, really quick, and then push up. So I'm gonna do that 3 rounds, and I'm gonna run every round is like 30 seconds only at speed 8.5.
and then push up about 10 to 15 push ups. So yes, to just warm me up. So nyom ng rot lang by it's like 30 seconds only at speed 8.5, and then push up about 10 to 15 push ups. So yes, to just warm me up. So nyom ng rot lang by so jolana chim chim da mo nyom hat pran nyom nang awang hay nang nyom nang rot chum mot bai dong ta le buen 8.5 hay rot da 30 min so jolana chim chim da mo nyom hat pran nyom nang awang hay nang nyom nang rot chum mot bai dong ta le buen 8.5 hay รถแต่สามสิบติดโฟจอลนาเชียมาเชียมตามันยมอัปรันยมนังอวังให้นังยมนังรถเกิดจมูกใบดองตะระเบือนปมใบจัดพรำให้รถแต่สามสิบติดสามสามสิบนาทีจ้ะให้รถใบดองเนี่ยดูนะรถใบรถสามสิบนาทีชอบมาวังอวังให้ล้างเสร็จเลยวันหยุดรถสามสิบนาทีเทียบชกหมอบองบอกให้รถล้างจะเนี่ยอย่าไปใบดองนะจะเอาคนจานThank you.
that's it for today's leg workout, and I hope you guys enjoy it. And yes, open chance for Rabka Tam Dan movie the old hot jobs and come kind of the company Georgette person by Georgette. So, take like, hey, and complete follow video for Nyom Pong, follow page for Nyom Pong, wellness and fitness with Seda. So, if you like my video, please like it and yes, click on like it. My video, like my video, and then follow my page, Wellness and Fitness with Seda. Yes. Thank you again so much. I will see you in the next video.